cùng chúng ta cùng nhau dọn dẹp trạm cứu hộ. Jean của đội cứu hộ nghe đây. Hả? Cap, sao vậy? Cái gì chứ? Được rồi, đội cứu hộ sẽ tới đó ngay. Gì vậy Jean? Hiện vật Lenny đang bị treo lơ lửng ở bảng hiệu Apple Street. Mọi người đến đó giúp cậu ấy đi. Được rồi.